Trời đất ơi, sao nhìn con mệt mỏi dữ vậy? Nè, uống miếng nước cam đi cho khỏe. Hả? Sao nhìn mẹ còn mệt hơn con mệt vậy? Có hả? Có rất nhiều. Thôi, mẹ uống nước cam đi cho khỏe. Thôi con uống đi. Thôi mẹ uống đi. Thôi con uống đi. Để ba uống cho. Hả? Thôi là trời mình ơi, để em với con bệnh được rồi, mình bệnh nữa là thành cả chùm đó. Gia đình mình cứ thay nhau bệnh như thế này thì làm sao mà đi làm kiếm tiền được. Con thấy hình của ông bà đời trước để lại là kinh tế phát triển dữ lắm, toàn là làm nghề gia truyền. Sao tới đời nhà mình nó lụng bại mà cuộc sống nó mệt mỏi dữ vậy ba mẹ? Đúng là ông bà nhà mình đi làm kinh tế từ Bắc vào Nam, lúc nào cũng có nghề gia truyền, nhưng mà truyền tới đâu là hư hại tới đó. Gia đình tôi ở thời cổ trang, mua bán lụa vàng dành nơi nơi ở kinh thành. Gia truyền từ đời ông cố anh, truyền từ nơi anh sang cho cha anh sau tới lượt anh. Cha mẹ ơi mùi thơm quá thơm, con chắc là kinh doanh này mai sẽ lâu dài. Tưởng rằng là mọi chuyện ấm êm, rồi đùng một phát khơi khơi rơi ngay một cái biến cố. Biến cố là cái gì đây? Là biến cố đấy. Rồi người rời bước thật mau, cầm rồi bỏ xuống vì đâu. Dòng lệ tràn ném vào sâu, em đây nhưng nhức cười đầu. Lặng nhìn dòng khách rời đi, vợ chồng chẳng hiểu điều chi. Cầm liền thì thấy mùi chi, ui chu cha ui mùi nó hơi kỳ. Và mình là khách thập phương, nhìn vào thì quá là thương. Nhập hàng còn có mùi hương, treo phơi xong thấy lên đường. Thật sự chẳng hiểu làm sao, chuyện này thật quá tào lao. Tình hình lượng khách dần đáo, thôi luôn kinh doanh nghề của gia truyền. Xin vĩnh biệt cũ. Chuyện đời này làm thuốc nam, đau ốm hoài mau đưa sang đây hết tôi làm. Mới giao khi bệnh nhân nhiều tôi sắp điên, buộc lòng cha tôi đưa luôn cho tôi liều thuốc gia truyền. Đôi người ngã xuống thật mau, tưởng rằng là khách bị đau. Vội vàng dìu bước về sau, xem dung nhan mới u wow. Trời trời là má của con, mình à đừng trách con non. Thật lòng chẳng hiểu đùi đâu khi không khơi khơi buồn nỗi đau đầu. Mười ngày nửa tháng vội qua, bên này của má kỳ nha. Bà này cuộc sống còn da, tôi đây chỉ thấy bi hài. Tò mò chẳng hiểu gì sao, chỉ hoài mà vẫn còn đau. Mình thì trách người chi, tôi như lang băm chẳng có ích gì. Chỉ buồn cùng gia đình. Chuyện rằng từ thời bà cô, tại vì môi thật nặng mà ế. Phản ông tôi không mấy khá hơn, ố thứ tìm rồi cũng trách hận. Bên nhà mình càng ngày càng ốm, không gian âm u cùng chẳng thiếu. Mong sao gia càng đừng già yêu. Các nghề gia truyền của nhiều đời gia đình mình càng ngày càng thất bại, cho nên bây giờ không còn cái gì để gia truyền nữa. Vẫn còn một thứ gia truyền. Là cái gì? Mùi gia truyền. Mùi gia truyền. Nhà con mấy đời làm chuyên gia, cũng là hàng xóm đi theo nhà cô chú mấy đời để tìm hiểu lý do. Và mùi hôi trong nhà vệ sinh từ thời ông bà bán giải truyền lại cho tới tận bây giờ, đó là nguyên nhân chính làm cho nhà của chú lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và bệnh nhanh. Trời đất ơi, cái nhà vệ sinh có cái mùi hôi đặc trưng là đúng rồi, sao mà khử được? Mùi hôi đó không phải là đặc trưng, mà đó là dấu hiệu của vi khuẩn gây bệnh tích tụ do không được cọ rửa thường xuyên và đúng cách. Vậy làm sao để khử sạch mùi hôi ở nhà vệ sinh?
cả nhà mình phải dùng pin. Buông câu thì nhớ gia viên, mình dùng thì phải thường xuyên, cho nên xứng đáng gia truyền. Nhưng cha bằng nước xà bông, bột giặt thì cũng càng không, phải cần dùng máy rồi tia UV xung quanh còn nguyên kia kia. Khói này nặng quá người ơi, dùng bột giặt há rời ơi, bên nhiều tài với mùi hôi, ôi thôi sai cách hết rồi. Cả nhà mình phải dùng viên, bốn con thì nhớ cha viên, nụ cười hạnh phúc đầy tiếng khi viên trong tay thật quá dễ tìm. Vệ sinh sạch quá, dạ không còn mùi hôi nữa. Gia đình mình không còn sợ bị mệt mỏi và bệnh vặt vì vi khuẩn nữa. Yeah! Diệt vi khuẩn, sạch mùi hôi.